Ok, hôm nay anh em này cũng phi phi rồi, nên kiếm con game nào chiêu chiêu chơi. Mới thải con God tại bán thuốc thôi, chưa có tiền mua. Đây thì thấy cái bản Việt ngữ của mà đừng ghét em nên tải về chơi thử luôn. Trò chơi này sử dụng tính năng tự động luôn, đừng tắt máy khi thấy biểu tượng này. Cái bản God này thì nó cũng dạng chiến thuật thời gian thực hay gì đó. Lúc trước thì tôi đã tải thử cái bản demo rồi, nhưng mà chưa có thời gian chơi. Bây giờ thì mới có thời gian thử con này. Cửa sổ toàn màn hình, điều chỉnh gamma, độ sáng, đồng bộ hóa. Cái này là đồng bộ dọc á, chứ không phải đồng bộ hóa đâu nè. Cao, trung bình, cao. Tôi đã tắt sương mù với mà cái phản chiếu ánh sáng. Hai cái này nó ảnh hưởng FPS rất là nhiều nha. LOD là cái độ chi tiết của cái vật thể á. Anh em nào muốn ngắm kỹ kỹ thì bật cái này lên. Tôi chỉ để nó cao nhiều rồi. Cao thôi, không cần siêu cao đâu. Thực tế hầu hết cái con game mà FPS chỉnh lên siêu cao á, thì cái màn hình anh em phải có chất lượng tốt lắm mới coi được cái đó. Còn thôi là cứ để bình thường thôi. Con game này nhạc rất là chất lượng nha. Mà tôi không biết có bản quyền không. VO là Voice Actor á. Đó là giọng nói á. Nói chơi. Không, không có gung cam. Cái này giao diện điều khiển. Phá con chó ẩn lên đầu vào rồi ok. Không cần phá con chó đâu. Tại vì lâu lâu tôi ghê qua màn hình bên kia đó. Chiến dịch. Bắt đầu chiến dịch mới. FPS thì nó ổn định rồi. Nên tắt đi. Để coi Genshin nó có bật không. Có thì cứ tắt Genshin luôn. Tại vì chơi 60 thì không cần bật đâu. Bình thường là các chị thần đứng về phía mình. Bắt đầu với nhiều tài nguyên. Nhiều tài nguyên kẻ địch yếu. Số lượng tài nguyên khá. Hung bạo, chiến thần. Đơn độc khó khăn. Chỉ với một lần tự động lưu hả? Tức là mình không có lựa chọn thứ hai nữa. Đây, chơi tiêu chuẩn thôi, mới bắt đầu mà. Game này giao diện rất là đẹp nha. Qua nhiều năm, Galantia đã phát triển với sự cai trị của ta. Nhỏ tiếng nhất. Chiến dịch của ta nhằm thống nhất phía Nam đã sắp đến hồi kết. Khi chúng ta đang nói chuyện, con trai của ta đang chỉ đạo đội quân tiến công chống lại những lực lượng tàn dư của quân phản kháng ở phía Nam. Một khi chúng ta chiếm được khu đó, chúng ta sẽ tiến về phía Bắc. Nơi đó đầy rẫy những loại quái vật cả khác nhau, nhưng cũng chứa rất nhiều vàng mà ta đang cần. Chỉ có một số bộ tộc hoang dã hẳn đã tuyệt vọng lắm mới sinh sống trong những vùng đất này. Dưới chúng của ta, người sẽ được sử dụng vài kẻ trong số họ, bộ tộc Bình Minh. Bảo vệ con đường vàng trước khi đội quân của chúng ta đến. Sứ thần của ta, Elwin, sẽ theo dõi hành trình của người. Lần này có nét trong áo quá không? Làm ta thất vọng, người sẽ phải đối mặt với lời tệ rệ hơn rất nhiều. So với bất kỳ kẻ mang gọi nào mà người từng đối đầu. Nói chung là mình đi làm cu li cho cái ông nào đó thôi. Dạng như ông tướng ông đánh xuống phía Nam để mà mở rộng cái lãnh địa của ông. Những người lương thiện tôn thờ Davos, trưởng lão của họ Bandot không phải là một những chiến binh hay chiến lược gia. Cả thi đàn đến đe dọa cũng lời hứa hẹn, họ không lựa chọn nào khác thì phải tương theo. Đồng ý dẫn đường cho quân đoàn băng qua Lissan vì hy vọng được hòa bình và sống sót. Thì theo cốt truyện nãy có một ông tướng nữa, ông xuống phía Nam ông đánh. Ông tướng đó thuộc cái dạng mà Galantia nè. Ông sẽ xuống phía Nam ông tiến đánh cái đó. Mình là thằng lính của ổng. Xuống thì mình sẽ được điều khiển cái mà những cái người trong cái bộ lạc Bình Minh này nhằm bảo vệ cái con tuyến đường mà vận chuyển vàng về cho ông tướng. Mình là Tây Quát đó. Sure we're in the right place.
Ông này là dạng cái ông mà lính của ông tướng nhìn quản mình. My lord, I am Bogdan, elder of the tribe of the Dawn. Tôi cảm giác lâu lâu nó khựng nhẹ lắm đấy. But if I may, Bogdan là lãnh trưởng lão bộ tộc bên mình. The king's forces will come when the time is right. Until then, we are your new masters. As pledged, my lord. My tribe will follow the orders. Con game này miêu tả đúng mà theo cái nhân diện học luôn á. They are your people now. Cái thật mà xem khuôn mặt của mấy người Trung Quốc á. You'll take good care of them. We will. If they. Từ cái giọng nói cho tới thái độ cho tới cái biểu cảm khuôn mặt. Did they find a place to set up camp? Yes, sir. Our scouts have found a good spot. Rồi, bắt đầu rồi đó. A nearby pond should provide enough reeds and food to start a small settlement. Tôi nghĩ là mình sẽ lãnh đạo cái, ủa, mình sẽ cộng tác cái bộ tộc bình minh này. Sau này gây dựng một cái quân đội có thể chống lại thằng tướng đó luôn. Thằng chùm đầu tiên mình đánh là chắc cái ông lùn rồi đó, không dám sát đó. Cái ô điều khiển ở phía trên bên phải. Ok, cái này có 3 nút tốc độ và cái điều chỉnh. Có thể chỉ gặp cài đặt. Tạm dừng chạy tốc độ bình thường, cái này biết rồi. Di chuyển cam, mình xuống trái phải. Đã tắt Unikey rồi. Sử dụng Wii và E để xây. Chuột thì đấy thu nhỏ, ok luôn. Thưa ngài, ra lệnh cho thần dân của chúng ta di chuyển. Chúng ta có nên đi theo cái chính xác đây không? Ở đây không có an toàn. Dân của mình là có 5 người. Dũng, Nhiếp, Bà, Giai, Đàn. Đây là cái biểu tượng nghề thanh máu và thanh tinh thần và tâm trạng hiện tại. Rồi đang bị ẩn. Vậy là cái ống này là thanh tâm trạng này. Chọn người ra lệnh, chọn một người dân. Chuyển đổi vừa chọn cái người dân. Chọn tất cả người dân. Đi tới vị trí được đánh dấu. Đây. Ship để ra lệnh vào hàng đợi. À, mình có thể cho di chuyển hai vị trí. Đi xa gì? Tốc độ này có nút tắt không ta? G. Ok. Tốc độ cũng chênh lệch nha. Đủ sói độc ác, đó là thi thể của lính trinh sát của mình. Chúng ta chưa đủ khả năng để mai táng họ. Nhưng hình như một người đã chạy thoát, nhận điểm của Davon. Cậu ấy sẽ tìm đường gì chúng ta. Nhóm trinh sát thì to rồi. Bản đồ nhỏ cho chế độ chơi nhìn từ trên xuống. Tương tác với vật thể. Thời bé nha. Có thể sử dụng cái bộ lọc trực giác. Trực giác này thì chủ yếu là để mà khi nào cấm bách thôi. Hơi bị gói vậy. Menu bên trái rất nhiều thông tin quan trọng được hiển thị trong cái bảng menu bên trái này. Thông báo về các sự kiện quan trọng là cái chuông. Nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ phụ. Thì thông thường mấy con game này anh em chơi á, anh em muốn quýt nhanh thì cứ farm nhiệm vụ chính. Còn mà chơi từ từ farm như tôi thì nhiệm vụ phụ làm tới thôi. Cảm giác cái tiếng game nó hơi nhỏ nè. Để điều chỉnh nó cao lên. Ok chưa? Nghe được cái chim hót gạo rú gì chưa? Đi đến cái ao. Đang để thải phép. Kẻ địch thì có nhiều đòn tấn công đa dạng, từ khả năng đặc biệt cho đến chiêu thức tăng cường. Một số có thể tấn công mục tiêu gần nhất, thì một số khác thì tấn công kéo nhất. Nên mình phải vận dụng chiến thuật, nhập phẩm là sức mạnh. Và ngoài hai đòn tấn công tiêu chuẩn thì kẻ địch có khả năng đặc biệt kiên. Đâu? Thì dân mình bình thường thì sẽ có hai đòn tấn công.
nghề nghiệp khác nhau thì cái đòn tấn công nó khác nhau. Thì người dân sẽ tự biết cái đòn tấn công nào phù hợp nhất luôn, tức là có thể dùng cái đó để đánh vô điểm yếu của nó. Trẻ em thì chỉ biết một thôi, trẻ em mà ai cho đánh nhau. Nhiều cách để hồi máu, nghỉ ngơi và tắm thảo dược, sử dụng thảo dược đỏ và thần chú phục hồi. Cách nữa là đợi. Ok, tăng cường là dạng như bút. Điều kiện sống và chiến đấu, nếu như cái môi trường phù hợp thì nó sẽ mạnh hơn, ảnh hưởng tốc độ di chuyển và tốc độ hồi máu. Thì khi nó đỏ lên là nó được kích hoạt cái hiệu ứng này. Hết máu thì sẽ bất tỉnh, một thời gian nữa thì mới chết. Thì những người tỉnh táo thì có thể cứu được những người bất tỉnh. Có thể tìm một nhiệm vụ hoặc là liều của ân sĩ để chữa được cái bệnh đó. Tức là bị hạ gục càng nhiều lần thì thời gian cứu nó càng ít hơn. Cái này giống con Abed này gần đó, bị nóc nhiều là thời gian cứu nó ít hơn. Ồ, ảnh hưởng bởi cái điểm tinh thần và đức tin. Mình bị nóc thì mình không có bị trở thành mục tiêu. Hẹo. Chết là phải đem chôn, không có được để lại tinh thần xung quanh. À, phải xây cái nghĩa trang, ok. Nó thối rữa thì cái xác chết không thể di chuyển được nữa. Thần chú Whisper là kẻ mà khỏi sáo luôn. Những kẻ hit 6 à, cung cấp những cái dạng như là bút. Xây một cái đền thờ, mỗi lần nâng cấp đền thờ sẽ mở khóa những cái phép nữa. Rồi ok, không có gì là miễn phí. Tốn điểm đức tin. Rồi ok, cây thần chú dạng như cái bảng kỹ năng đúng không? Mỗi lời thần chú được thể hiện bằng một màu sắc riêng của nó. Màu đỏ là tấn công, vàng là hữu dụng, màu xanh là phòng vệ hỗ trợ. Ok, công hữu dụng. Hữu dụng ở đây có nghĩa là nó dạng như tùy tình huống. Rồi nó có cái phần chú giải cho mình khi mà mình muốn tìm hiểu thêm. Chi phí quân sự, nghề nghiệp được chia thành là nghề nghiệp phi quân sự, sử dụng dao trong chiến đấu phi quân sự là cho. Nói chung là phải trả lương cho nó để duy trì cái điểm tinh thần. Trời ơi, mới đọc cái chữ chiến đấu à. Mấy cái này anh em muốn đọc hết không? Tôi thì không có ngại việc đọc cho lắm. Thực ra mà đọc không phát âm thì có thể đọc nhanh hơn 2-3 lần. Có ba công trình là làm việc hữu dụng, tăng cường, sửa gỗ. Sử dụng tăng cường thì nó tóm tắt cho mình bằng cái dòng chữ màu vàng rồi. Khi nào đụng đến thì biết. Đấy, chậm lại, chậm lại. Có lúa được gì không? Còn có cái đó là hồi máu. Thưa ngài, chúng ta đến cái ao mà các trinh sát đã báo cáo. Nó thực sự là vị trí tốt để thiết lập cái căn cứ địa ở đây, dựng bay ở đây. Chúng ta sử dụng nước, lau sậy cái từ phía khác. Trước tiên phải dựng một cái hàng rào. Bản này thể hiện cái lượng tài nguyên của mình. Gỗ lau sậy và lương thực. Đâu? Gỗ đây. Lau đây lương thực đây. Đất sét sắt vàng. Đất sét sắt. Đất sét là cái này hay là cái này đó? Cái này chắc là vàng rồi. Đất sét với sắt. Tăng trưởng của bộ tộc là cái bên trái bên phải. Tinh thần, đức tin. Cái này tăng trưởng. Ok, tí nữa tính.
gỗ lau sậy được sử dụng để xây dựng công trình ở mức cơ bản. Người dân thì vẫn cần lương thực. Vàng là vật tư thiết yếu của quân sự. Okay. Nước sét sắt thì để nâng cấp công trình. Cái này xây, cái này để nâng cấp. Menu tác dụng. Menu xây dựng dân số và thần chú. Xây dựng dân số và thần chú. Xây dựng, mình có thể xây dựng cái công trình. Dân số thì xem tất cả thông tin người dân. Tiến trình sinh con đó, có sinh con để tăng dân số à. Lượng dân số vượt quá số người đang sống trong khu định cư dành hơn đó. Rồi, cái này mới đọc xong. Chọn công trình menu xây dựng. Xây dựng khu vực nhỏ. Ra lệnh cho những người xây dựng cái khu vực đó. Đây. Tiếng nó đọc. Lena hết máu ra đây ăn nấm đi thôi. Bây giờ nhấn vào xây dựng, bắt đầu xây dựng vào trắng. Ok. Đặt tên cho bộ tộc của bạn là Đạo Lộc. Rồi máu xong về cưng. Về xây nhà nè. Tăng tốc với thai lên. Giờ trắng là được an toàn. Là nghĩ cách tận dụng cái nguồn tài nguyên hiện có. Lão già ngu ngốc. Đây là trạm dừng chân nhỏ thôi. Ông này bạn này cái gì chứ chỗ này. Xây một xíu gỗ, thu nhập lương thực và một cái chòi lợp lá. Nhanh lên. Trong công việc thì luôn có những người phàn nàn. Méo méo như sao đó mà. Đây rồi. Mất cái cây luôn rồi. Gì? Axim ghép vi gây. Tôi nhớ là ngày năm mới chơi được mà đó. Sao cái lão ly viết chơi được rồi? Để tôi coi lại cái. À, tôi mua gao là gặp hai. Ngày mai đến được chơi sớm á. Cái nghề xác định những gì người lớn có thể làm và không làm. Để thay đổi nghề thì sắp xếp cho họ vào một công trình liên quan đến nơi làm việc chống. Người thấy nắm sẽ tự động mất. Rồi, nói chung là cái này gắn công việc. Nông dân trồng lúa. Thợ săn. Thợ mỏ. Trinh sát. Người đâu hết anh ta. Công nhân đất sét. Thu nhập là lưu trữ một số gỗ. Gỗ đâu? Rồi, tự có người đi làm. Buồn ngủ dữ vậy. Xưởng gỗ đang được xây dựng. Đã được chứ nhầm. Ok, xong nhiệm vụ là có 3 gỗ. Xây dựng một cái chòi lợp lá, chắc là cái điểm để ngủ. Ngủ thì gần cái cổng canh đây, để cái gì mình canh gác được. Tôi muốn xây cái cửa nó vô đây, muốn xây cái cửa nó quay hướng này. Nút G không quay được, và nút E với Q. Nghe chưa, méo không? Thấy méo méo làm sao ngay nè và phải lấy đây. Ok, thanh niên Dũng Hà này đứng chơi à, lâu sậy. Ok, làm đi. Làm sậy ở đâu đi làm đi. Chơi chơi chơi. Em đến đá gì kéo nguyên khúc gỗ như đúng rồi nhé. Ừ.
lau sậy lấy đâu, à, lau sậy là vậy, nhưng mà cái này anh em ở miền Tây thì biết nhiều, 16, 10, 21. Chi tiết quá không? Đây là cái gì? Nhưng mà cái này là không có phím tắt đâu. Nó cầm được khoảng 31 cây lau sậy thì nó đi về. Vàng mình có 100 thôi. Quen với cảnh đói rồi, nhưng ta không. Rất phù hợp nông dân này. If I may, our people had some Rồi bắt rations. đầu đi kiếm thực phẩm. Ok. Nói chung cái điểm lương thực này rất là quan trọng đó. Xây dựng một cái lều lương thực. Lều lương thực này chắc để ở chỗ này. Ok. Rồi dân đen rồi. Đi xe lều đi chứ. Tham 5 giây là xây xong. Uống miếng nước tạm. Xây dựng và nâng cấp các công trình đa dạng sẽ tăng cái độ tăng trưởng của bộ lạc, à, dạng như cái điểm mà cái điểm gì trong cái mấy game xây dựng gọi là cái gì đó, thì đủ cái điểm này sẽ mở phá công trình mới, dạng như cái điểm hiện đại vậy đó. Our god is developing. Ba thông báo, ok, khá là hấp dẫn. Bây giờ đi lấy thực đi, gần lấy cỏ nữa đâu. Các chỗ đó đi lấy thực. Không, một thằng lấy cỏ nhá. Nãy tôi nhớ có thợ săn luôn đó. Giờ nó thành tiểu khu cái chỗ này. Lại xây đây mất cái cây uống quá. Cái số 2 trên 3 này là cái số người mình gán vô cái công việc đó nha. Cỏ thì chưa biết để làm cái gì. Cây tăng trưởng. Khu định cư là 1.000 đến 2.000 nó sẽ tăng. Cái này thì từ từ tính. Đói không làm chúng ta bị thương nhưng sẽ tác động mạnh vào cái điểm tinh thần. Nếu chúng ta bực họ sẽ chạy trốn. Tôi mới xin một cái số cái kia nữa nè. Subordinates like that should be punishable by death. Feeble minds. Tưởng cho binh sĩ một ít gạo. My lord, we don't have không có wine rượu, here, nhưng sẽ sản xuất rượu được. Need, you say. However, the basic comfort of staying within the range of a torchlight helps a lot in our sanity regeneration. Rồi mình nên xây cái ánh sáng đều đều vô. Làm cái theo một cái lò rượu. Yes. Mức độ tinh thần lo lắng 2,5 cho 5.000, sinh con 22%, cấp tiếp theo là 500. Đây là những cái chỉ số mà ảnh hưởng đến cái điểm tinh thần, nhưng mà nó nên lên cao hay xuống thấp. Một tinh thần mỗi giây. Nói chung cái kho lương thực và ánh sáng, ngủ thì chưa có, bóng tối thì nó sẽ giảm rồi. Quan tâm cái kho lương thực và ánh sáng. Cỏ vàng hoặc một lọ rượu mật. Có thể giao dịch để mua được cái chữa trị tinh thần. Xây đâu nâng cao bên này không? Lò rượu mật. Rượu kế bên kho thôi. Chưa gì xây nghĩa trang à.
đồ gụ mật đó được xây dựng. Đây, à, đọc cái dưới lên trên nha. Chúng ta cắt một cái hành liền ở bên gỗ đi. Đúng, đi là một cậu dũng. Ngọn đuốc sẽ giúp bạn phát hiện ra kẻ địch và trong bóng tối sâu thẳm, nó cũng ngăn người dân của bạn mất đi điểm tinh thần. Đừng để họ trong bóng tối quá lâu. Bây giờ xây đuốc ở đâu? Một ngọn tháp trinh sát này. Những chỗ nào tối quá thì mới cần xây, nên xây ở trong hay ngoài? Có khi xây giữa luôn. Xây ngoài thì hay hơn nhé. À, nó bắt đây ở trong rồi. Cái chỉ số ánh sáng mình quan sát được ở đâu ta? Our sisters are enjoying their quality of life. Không, mấy cái này chỉ là tài nguyên. Chỉ định một người dân thì xuống gỗ thôi. Được rồi ông già, ai biết ông trả thù vệ sinh. Nói chung là xây cái bồn tắm, cung cấp nước nóng và cái bồn thảo dược. Rồi từ từ cung cấp. Máu thì hồi phục rất chậm. Ăn thảo dược, thảo dược rồi mấy cái nấm hồi nãy tôi cho nó ăn đó. Rồi xây cái bồn tắm. Chỗ này hai người rồi. Nó nằm ở nâng cao hả? Làm sao bỏ chỉ định nó được ta? Nó muốn bỏ bớt một người. Không bỏ được. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Nước bô đây. Nước bô này. Bên đây đọc. One of our people came across some familiar tracks. We should search this area of the forest. Maybe with Dabo's help, we'll find the scout who tìm được cái thằng nãy nó trốn thoát á. Thằng ba hot gì đó. Cái gì đây? Cái này là dư dấu sẹt. Bản sắp hoàn thành chương đầu tiên trong chế độ chiến dịch. Khi mục tiêu chính cuối cùng, một chương hoàn thành sẽ tự động chuyển sang chiến chương mới. Cùng với tất cả các người dân hiện tại, ngôi làng xây dựng thì sẽ bỏ lại phía sau. Công sức mình chỉnh nãy giờ cho nó đẹp. Our brother hasn't done much lately. Giờ kéo đi hết luôn hả ta? Đây, 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 đây. Ây. M
mém tí thì hẹo. Ủa sao nó bắt giam được ta? Nó là mấy con sói mà. Rồi con game mà tôi đang hóng nó đang ra mắt rồi. Giá hơi chát. Rồi tâm sự. Tôi không hiểu đâu ông hỏi tôi. He claims he was attacked by the wild folk. Bộ lạc sống trong rừng. Trước giờ họ vừa tấn công chúng tôi trừ khi bị kích động. Unless they were provoked. Clearly they had a change of heart. He says they're walking. Hướng từ sông Volterga phía tây từ đây. Họ thể tấn công một bộ lạc chúng ta. Đi hướng bên trái. Our cartographer was supposed to be west of here as well. Rồi đi cứu thằng hoa tiêu nó. Thằng hoa tiêu nó bên hướng tây. Ông già chống gậy mà hơi nhiều cái thằng bị thương. Có. Quay Fox thì sinh sống như động vật hoang dã, họ hung hãn. Thì việc xâm chiếm lãnh địa là điều chuyện như họ rất khinh thường. Gần đây là hung hăng tấn công lãnh địa của bộ tộc Bình Minh. They became more aggressive recently and attack the tribe of the Dawn's Gourd. I wonder if they are doing this to praise Velis. Trước khi bắt đầu mỗi chương thì mình có thể tìm hiểu thêm về cái tiểu sử điểm mạnh, điểm yếu và kinh nghiệm nhân phẩm, thông tin khác người dân. Khi bắt đầu hiểu thì mình sẽ quản lý và đặt tên cho mỗi thành viên để dễ quản lý hơn. Điểm mạnh là nhanh nhẹn khi trong rừng, điểm yếu là lười. Vì thằng này đúng là chính xác. Đổi sao? À đây. Giờ 8. Thầy chọn nhân đổi nhân dần sao ta? Này là gì? My lords, the wild folk. They've attacked our gourd. Hurry now, or there will be nothing. To arms! Nó sẽ phá cái hàng rào. Khi mà nó vô được cái hàng rào thì chuyển qua cái chế độ là xâm phạm. Lúc này thì sẽ có chiến đấu thôi, không có tận dụng được mấy công trình đó. Trời ơi, nó đập nhà mình. Trong vòng 10 phút, diệt được của nó. Cứ chỉ chuyện mà giả thôi. Họ phá hoại nhiều quá. Giống phá hoại tài sản của người vua. Weford không phải là đồng minh. Nhưng chưa đến mức mà nó sẽ họ sẽ tấn công chúng ta đâu. Tại nếu quên tập, chúng phải sẽ trả giá. Nhưng thương ngại, chúng ta tập trung vào sửa ra những công trình này. Cần có gỗ để sửa chữa. Không làm sửa hả? Sửa cái hàng rào chứ. Mọi thứ đều phải cần bắt nguồn được cái hàng rào. Ủa sao chỗ này không giống chỗ tôi sai vậy? Mm-hmm.
Đứa nào cũng buồn ngủ nha. Con game này giá 801.000 nếu như tôi nhớ không lầm. Rồi cái này nãy đọc rồi. Tuy nhiên chưa biết nên phân thành cái nào. Tôi chỉ biết cái nghề nghiệp nó nằm đâu nữa. Xây dựng một trại đấu sĩ đó, xây cái đó thì chắc mình chuyển nghề đó. Nó nằm ở đâu vậy? Our sister hasn't done much lately. Một trăm năm chục ngỗ, mình đang thiếu ngỗ. Bây giờ coi thông số coi thằng nào hợp. Điểm mạnh là võ sĩ, thăm dò, tài năng chiến đấu. Điều mùa đông là có phải gì vậy? Làm sao đổi tên nhân vật được thật? Đổi hành nghề thấu sĩ. That's good enough. Let's search for the cartographer. Rồi bắt đầu đi tìm qua tư. I've seen this Calanthian a couple of times. Supposedly he has surrounded himself. Mình cần hai đấu sĩ. Ok giờ. Gũ thêm thằng trinh sát nữa đi. Liên lại đây làm gì? Định gọi đi chiến thuật hay là làm gì đi? Dược phẩm. Trang bị tối đa 3 dược phẩm. Trang bị 6. Y B. Thống kê, cái này là cho thấy cái dữ liệu thống kê. Nhưng mà tôi muốn trang bị dược phẩm cơ. Cố biến, cố biến. Mình chính xác đường ở phía sau dừng đó. Có khi nào là bẫy không? Rồi, xong rồi. Phần quỷ luôn rồi. Chắc bây giờ là hướng dẫn mình xây cái nghĩa trang. Keep your people in line. Why did he flee? Ông nhìn xong ông cũng chạy thôi. Thi thể bị cắt xẻ một cách tàn bạo. Đó, nó sẽ ảnh hưởng đến điểm tinh thần của chúng ta. Your barbarian minds are weak. And this corpse belongs to yet another of your scouts. Không nhận diện được hả? Nhìn cái logo trên áo. Sire. Hoa tiêu của ngài. From the robe, I believe this is the cartographer you were searching for. Cursed lands. Cần cái bản đồ của nó thôi. We need his maps. Search the hut. Search this cage. Search everything. Tìm tất cả mọi thứ ở đây. Ông nghiệp ông già giống vậy không? Camera quay vô cái nhà thì chắc chắn phải tìm giống cái nhà này. Rồi cái này nãy đọc rồi. Sire, we have found the cartographer's notes. Rồi tìm thấy qua tiêu rồi. Does it say where to cross? Có nơi nào để băng qua sông không? Có. But the marked route requires crossing the nearby. You dare to question the expertise. Rồi ok. Qua tiêu nói rồi, hãy tin qua tiêu thôi. Chúng ta có nam bi của Luffy mà.
Cái voi này to nó hơi lớn. Công trình mới để xây dựng. Bây giờ có thể làm được cái gì nữa không? Sai nghề là không lấy được. Bảy có thể xuất hiện ở bất cứ đâu khi bước lên chút, nên có một trinh sát để trang bị đúng cách. Our sisters are enjoying their quality of life. Hai chiến binh của mình máu rất là nhiều. Phải, có cái hơn luôn. Dây chuyền ngăn sói mà tôi không biết trang bị như sao. Cốc chạy con té nữa. Khó hồi rất là chậm nha. Cái bản đồ này nó nhỏ quá. Ừ, cái nút bự ra nè. Cái này là không hết tài nguyên. Tài nguyên là nó màu tím. Bây giờ làm sao qua bản được. Game này nó tối tối sao. Sao lại không để ban ngày rồi đi. Trời mưa nữa kìa. Có tí gì. 20 thật. Ngồi quái thôi. Thanh niên mất máu nhiều quá. Đây, ít máu ăn đi. Máu nó tự chia ra nhân vật nào ít máu nó tự hồi luôn. Mấy nhân vật trong game này nó lùng lùng sao ta. Gái rồi, có gái rồi. Có thể duy trì dân số được rồi đó. Từ từ. Nó cho mình hồi máu đó. Điên lít máu 300 phần chú này. Bấm vô đây. Bấm sao. Rồi, nhường cho em đó. Bùm. Không có chi. Those savages got what they deserved. They attacked our gourd and killed our people. I am not. Ta là kẻ hành hương kể từ khi ngôi làng của ta bị phá hủy. Mọi người gọi ta là Lin. Edward, sứ thần của vua Ailot, sứ Kalia. Chúng ta có chung kẻ thù. Lũ mọi kia làm gì cô thế? Bí thuật của khu rừng cũng sẽ học được nếu sống đây đủ lâu. Sao lãnh chúa như ngài để quan tâm đến đám người này? Ông là ai ông già? Tôi là trưởng lão bộ lạc Minh. Thờ thần Davos.
chư thần mặt trời đã đi đến bại. Cẩn thận cái mồm vậy. Tôi sống đủ lâu nhận ra cô sử dụng phép thuật khác áo. Biết thế đó không giúp cô. Hold on, old man. Đúng già, không thể phủ nhận người bạn mới của chúng ta có một số kỹ năng và dòng và có kẻ thù chung. Ta đề xuất về hợp tác. Mời nói vào khu định cư. Ok. Ông này nhìn vậy mà. Nói chung là cũng biết nhìn tình thật đó. Ông kia là bảo thủ. Cho hai cái tư tưởng, hai cái tôn giáo nó không hợp nhau. Ông này thì thực dụng hơn. Nhìn thấy em kia có kỹ năng thì cứ mời vô tay. Nhưng mà đôi lúc không kiểm tra kỹ thì có thể là nội gián. Rồi. Cái đường đó có vấn đề gì à? I think I already got rid of most of the filth on the way here. Đầm này đó chỉ hao mòn sức mạnh thôi. Building a temple and assigning somebody to bổ nhiệm một người cầu nguyện giúp chúng ta sẽ hồi phục nhiều hơn. And believe me. Rồi, okay. Yes. I believe chúng ta là quan trọng nhất. Xây dựng liên thờ giúp cô. May the gods protect us. I can take care of that, elder. Ông chỉ cần chút niềm tin thôi. Đức tin là cái điểm này. Cái điểm lửa. Sử dụng thần chú. Chạy đâu? Có ai ở nhà không? Điện thờ hay miếu thờ đó? Điện thờ. Thờ điện. Cái cổng nó hướng nào vậy? Ờ, có hình cái cửa kìa. Our brother has been idle for some time now. Dân ở nhà đặt là số 2. Ủa, bấm 1, 2 không được hả? Đó, tôi mới quét cái chọn mà bấm nó không qua đâu. Hay là F1 cũng không được luôn, cần vô 1. Không được luôn. Bây giờ mình về hả? Gì đây, đấm nhau nữa rồi đó. Đấm nhau này không có lên kinh nghiệm hay cái gì hết. Lương thực mình còn 200. Đấm nữa. Rồi có cái điểm kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Lấy đựng tí vàng để tốc độ chậm thôi, để mình còn cần cho anh được. Nãy tôi thấy cái gì sáng sáng rồi nè, anh chính sáng này máu ít quá rồi. Ok, mấy cái xác chết lấy đựng tí vàng, 16 vàng với được cái cục đá mài gì đó. Sói nữa. Đang trong bóng tối hả? Gút 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 gút. Máu trắng lên ngồi. Bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh sói ơi. All his life's struggles led to this mental breakdown. Máu thì phục hồi bằng cách tốt nhất là sử dụng cái bồn tắm đó. Chữa trị thương góp bằng không là to. Về chưa? Cứu nó, cứu nó. Cái gì đây?
biến cố tinh thần, nó bị sốc rồi đó, đau khổ. Nip Belko. Em thích không đi tiêu game đó nữa. Thằng này làm gì nói bây giờ? Our brother's sanity is plummeting. Our brother's sanity is plummeting. Mình chưa xây cái bồn thảo dược á. Nâng cao, mình tắm thảo dược. Sire, I'm glad that we found time to praise the true gods, but we need to... Đường thật 200, gỗ nhiều, sậy cũng nhiều. Mình chưa có hai tài nguyên này. Sậy đi bay. Đến nơi vườn xong, tiến ra đi. Hết máu cho nè. The settlement's growth has significantly increased. Vô tắm đi, cầu nguyện cái gì? Hồi lần có hai máu. Thằng này hình chính xác nên nó đi nhanh lắm. Đây, cho nó hay lắm. Không cần đâu, đi kiếm cái gì ăn được hồi máu đi. Đó. Đầy đủ hơi lực chưa? Chúng ta chuẩn bị chiến tiếp. Khéo tài, nhanh nhẹn trong rừng, đường mùa đông. Này máu nhiều rồi. Tinh thần nó hơi thấp. Rồi, nhóm 1 đâu? Cái gì đây? Thương nhân tốn cái này để đổi lực kinh để chiến đấu bậc 4. Ok. Cái gì đó, cái gì đó, tôi mới thấy nào chạy kìa. Nếu mất mấy cái tài nguyên nó khó nhìn quá. Cái gì đây? A new life is welcomed into the... Sinh gia tử. Rồi, một bé trai nó ra đời. Rồi, đặt tâm nhiễm đi. Chỗ này nãy mình đi qua rồi mà thôi. Sao mà sót đồ được? We've run out of storage space for our wood. We need to build or upgrade a storehouse. Đồ nó tự lấy tự trang bị luôn á. Rồi rồi rồi. Mấy này đứng dòm.
cho mày vào. Có ánh sáng, có ánh sáng là ngon rồi. Thanh gươm bị hỏng, không ai cầm được à? Tôi vẫn chưa biết đeo đồ cho mấy thanh niên này sao. Nó tự biết, nó tự cầm luôn cái gì. Tôi sợ kinh nghiệm chặt gỗ nó cao quá vậy. Cái này là chiến binh mà. Đó, chiến binh với kinh nghiệm chiến đấu như thế này đó. Chính xác thì thăm dò ngon rồi. Phần trinh sát lại cầm vũ khí. Còi dính bẫy. Không đứa nào có đuốc à? Cái gì đây, cái gì đây? Này mới chuyển qua màu xanh này, đâu vậy ta? Dính độc. Còn gì lút được nữa không? Cái gì ghê gì ba đứng. Do you even know what's ahead of us? A river crossing. Bên qua một con sông. Yes. Hang ổ một tà thần, nó được gọi là Vandal. Không cho phép ông dược nếu không có hiến tế. Chúng ta sẽ tự diệt thân với giặc bài dịch phủ. Diệt tà thần không dễ dàng, chưa có ai thử là một điều kỳ tích như vậy trong nhiều năm qua. Chúng ta sẽ cần rất nhiều chiến binh có kinh nghiệm với chiến thấu. Nó không phải là một con quái vật đơn thuần, nó còn là một con quỷ có tri thức được triệu hồi từ những linh hồn tà ác. Mà Wilshire đã tổng hợp cho nên một phép thuật của ta không có tác dụng. Nếu ông không muốn chết thì phải chấp nhận yêu cầu của nó hoặc đi đường khác. Ta không muốn cứ làm theo kế hoạch, đừng con quái vật bất cứ gì nó muốn, hoặc là giết nó. Tà thần hắc ám mạnh mẽ bảo vệ cánh rừng hoang dã, đối mặt với nó thì tàn phá bệnh dịch thì đòi hỏi phải có những cái hiến tế. Chiến đấu thì gần như là bất khả thi. Chấp nhận thử thách thôi. Hiến tế một đứa trẻ mới đẻ à, ông nội ơi. Tàn ác quá vậy. A new life has been rồi đẻ đứa nữa ơi. Không cầm được nữa. Rồi đi bay không. Rồi to luôn rồi. Rút rút rút. Đừng có ham đánh. Rồi to luôn. Lớp game, lớp game.
23:56. Này thì tham lam. Wild folk used to live like wild animals. And although they can be violent, conquest was one of the many human things they destroyed. We've run out of storage space for our wood. We need to build or upgrade a storehouse. A new life is welcomed into the group. Hồi nãy là Mia. Giờ về thôi. Về. Về. Tăng cho nếp phô một tí kinh nghiệm chiến đấu. Nó do thấm nhưng mà nó cũng cần. Đây có thú ở chưa? Mệt. Mình cảnh quá đi cùng Nguyễn đi. Này đưa tắm đi. Hai đứa tắm chung được không? Hai đứa tắm chung được. Rồi ơi, hy sinh đứa trẻ hả? À? Cháu nào tình nguyện không? Máu 90, tinh thần cháu rất là tươi tắn luôn. Còn cháu nào nữa không? Bây giờ sao mà hiến tế được? Rồi. Ăn quên. Rồi, đội này phục hồi hết chưa? Chiều buồn cùng cháu nha, cái này game ép buộc chứ không phải là chú muốn. Cái gì vậy ông nếp? We've run out of storage space for our reeds. We need to build or upgrade a storehouse. Trừ 400 điểm tinh thần. Cháu nó sắp hẹo, cháu nó không lo mà ông ngồi không? Trời tối quá. Bye bye cháu. Rồi mà. Tấn công gì nữa. À. Khốn nạn ta thôi nha. Lũ đạn có lửa đốt lửa nó. Xin lỗi cháu, tại con game nó bắt làm gì. Thực ra có cái file xếp rồi, có khi là tôi ban nó luôn á. Bây giờ tôi sẽ xếp cái này lại rồi về đầu tôi ban nó. Ở một vũ trụ khác thì cháu nó đã sống. Cái làng này là của ai ta? Của mấy thằng God không? Quá nhiều sinh mạng đã hy sinh. Quá tiêu tiếp. Rồi rồi rồi, tránh giữa dưa gặp giữa dừa.
Heo bi gì nữa. Nhậu Tây Tạng rồi. Đấu bằng mềm á. Nó còn biết bay nữa chứ. Phá ra cây gậy của ông già là cây gậy phép hả? Nó bay đi. Tao cũng không hiểu, nhưng chúng ta nên rời đi ngay. Nó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đồng ý ảo phù lý hơn à. Phải ăn nắp chờ thì một kế hoạch. Là một kế hoạch cẩn thận. Ngày cũng gán cái lắm rồi. Hoàn thành cái chương này hả? Ok, tạm thời qua cái chương này cái đi. Tôi xếp game tôi quay lại cái này. Điều đó có thật sự là hắn không? Hoàng tử của địa ngục Jimmy. Nếu vậy thì hắn ta chắc chắn đã chết rồi. Tuy nhiên ta vẫn còn sống. Đồ là ở bên ta. Bàn phước cho ta cái sự may mắn lắm rồi. Chắc chắn bà ấy ra được gặp bộ tộc thông minh người Khamet. Ta sẽ giúp họ giải biết được. Họ có thể sẽ giúp ta. Nghề chính xác. Con gái. Ghi here. À, mình có thể chọn cái nhóm ở dưới với trên. Rồi kỹ năng này. Thằng này 3332 không thể giao dịch. Thằng này đập nhau với tiểu phu rất là ngon. Thằng này chiến binh rồi. Thằng này nãy giờ nó góc thét không. Tinh thần 3000 vậy là nó phục hồi đó. Không, nó bị chứ sang chấn tâm lý một lần rồi. Chỉ có thăm dò thôi. Mày sao cùi quá vậy? Cái bà này mà chặt gỗ. Không. Nói da màu hay gì? Lấy cái này thì mình có thêm một chiến binh đó, nhưng mà nó không có làm việc. Bà này cũng lực điền quá chứ. Này cũng thường chiến binh luôn. Mấy chỉ số khác thì hơi thấp đấy. Nếu lấy thì lấy cái này nó vẫn không. Thăm dò. Rồi thì cho thằng này ở nhà đi. Còn một người đó chiến binh luôn. Bây giờ mình chiến rất là nhiều. Phù thủy. Phù thủy không cưa chổi hả? He'll be fine. All right. I think we've gone far enough. Đẻ hai đứa hiến tế nữa. Someone explain to me what the hell that thing was. I've seen a lot of wicked creatures in my life, but this. This is not something people see and manage to tell stories about. Jimmy, hay còn gọi là sập cao. It must have been Jimmy, or the serpent, as it was once known. But Jimmy is just. Ăn thịt thấp thụ linh hồn nó có thật. Feasting on flesh. Vợ trẻ con gì ông mới hiến tế đứa nhỏ đó. How can it be true? Ông hiến tế chứ không phải tôi hiến tế. What is this tomfoolery? What's so surprising about that? Nhìn thấy nó tận mắt thấy những linh hồn xung quanh nó. Didn't you notice the race surrounding it? That is exactly how they describe him. The General of Horrors. Hoàng tử của địa ngục. Prince of the Underworld. Lucifer. That's absurd. More absurd is your gods. Bộ tộc cưng lương. Xây dựng một pháo đài, nếu không chúng ta sẽ hết đường tháo chạy. Rồi hôm nay muốn mình nâng cấp cái bay lên gì? Ok. We'll have nowhere to run. Yes, very well, sire. A nearby area seems fitting for our next god.
Khi chúng ta thiết lập mấy thứ căn bản, chúng ta có thể xây dựng rào chắn để bảo vệ dân bẫy, cùng những đốm để cảnh báo mỗi khi nguy hiểm gần kề. Mời bọt phải theo chúng ta. Hiện tại chúng ta đang ở trên cái vùng đất của nó, lãnh thổ chứ. Well, don't just stand here. Get on with it. Từ từ không. Nãy giờ là ba đoạn các cảnh từ lúc mà nhìn thấy đứa bé đó. Biên niên sử một văn bản cổ xưa kể về thần thoại nguồn gốc luôn. Trong đó có những tà thần di thần dạng như là cái Wikipedia vậy. Thì mình nhận được cái trang sử đó thì nó ghi vô. Nếu như cái vô này á, bạn nó có phá trang âm mưu trong biên niên sử xem. Âm mưu trải qua bươi một thời. Trải qua một thời gian dài, Nellet đã theo dõi ngọn lửa với sự quan ngại sâu sắc. Mình hỏi làm cách nào ông có thể đứng lên chống lại nó và cứu tạo vật của mình với hoa lần. Tất cả những độc hư chật bắt đầu khôi phục lần lượt, những kẻ mang theo ngọn đuốc tìm thấy cái tà thần. Cái này sau dịch làm mưu nó. Chỉ có hai thứ mà ngọn thở không thể chinh phục, đó là đá và sông. Bị chân giá giá đất vào nó. Thì cái vị thần âm mưu này hình như là cái vị thần mặt trời đó. Cái vị thần mà mặt trời sao cho hồi nãy là mình thờ phụng á. Còn mình tử địa ngục là cái con quái nãy. Càng dòng quá. Anh em này vị quá thì cực phết á. Còn cái lòng tiếng nữa chứ. Mình sẽ xếp game cái. Cái hồi nãy là phút 56 đây, phút 54, cái đoạn trước khi mình hiến tế đứa bé, trước khi mình lựa chọn cái nhiệm vụ là hiến tế đứa bé. And although they can be violent, conquest was one of the many human things they despise. We've run out of storage space for our wood. We need to build or upgrade a storehouse. River crossing? Đối đầu với một tà thần, một hành động cực kỳ ngu xuẩn hơn là dũng cảm. Những thực thể kinh khủng này được tạo ra bởi chính Gael Sang và được hỗ trợ bằng sức mạnh thần thánh của hắn. Những thần chú sẽ không có tác dụng nên làm tổn thương nó và ngay cả một đội binh sĩ kỳ cựu cũng không đảm bảo là làm được gì. Ngài có chắc chắn muốn đường mạng của thần dân chúng ta không? Có, tôi có phải xếp. Tôi vô phương rồi anh em ơi. Thôi, hôm nay nghỉ tại đây thôi. Lựa chọn hiến tế của tôi là không còn cách nào khác. Vô con game nó bắt buộc gì rồi. Tôi đã rất cố gắng. Nhưng đứa bé đành phải hy sinh thôi. Bảy người của chúng ta còn có một hồn thể. Rồi hy vọng thì tương lai sẽ chơi tiếp game này. Hôm nay nghỉ đây thôi, bye bye anh em. Giờ là hết ngày rồi. Không giờ 11 phút rồi. Nói chung game này là cốt truyện ấn tượng đó. Game đây thì tôi chỉ mới xây dựng được dạy công trình cơ bản thôi. Game rất đầu tư nha.